để cho người ta thấy là ông ta thị trưởng là không có giá trị, ngang hàng với chức của nghị viên của mấy họ. Thì bây giờ là ngược lại, khi mà lên án thì đây đổ thừa cho ông Tý, ông làm thị trưởng không có làm gì hết để cho tình trạng suy thoái, để cho City thất thoát tiền, rồi ông dở, ông không có làm gì hết. Ủa, lúc thì chê là thị trưởng không có quyền, rồi bây giờ lúc mà muốn đổ tội á thì đẩy chỉ ngón tay vào thị trưởng, nói rằng ông thị trưởng không làm được gì hết. Thì hai người này, ông thị trưởng không làm được thì hai người này nghị viên phải làm chứ, tại sao là bây giờ là đổ thừa trong thị trưởng. Nam Quang sẽ giải thích hết cho quý vị những cái vấn đề, những cái khó khăn của thành phố hiện nay, và chúng ta sẽ làm những cái gì để mà khắc phục những cái chuyện đó, làm sao mà để mà build up thành phố thành ra một cái trung tâm du lịch đặc biệt của người Việt Nam người Việt Nam hải ngoại ở đây. Và Nam Quang có một cái vision rất là lớn là đây là một trong những cái địa điểm mà không có ở đâu có được, thưa quý vị. Chúng ta phải làm sao để phát triển thành phố hơn nữa và có thêm nhiều cái dịch vụ để mà phục vụ cho người Việt Nam chúng ta hơn nữa, thưa quý vị. Cái sự cạnh tranh giữa thành phố của mình với thành phố bên cạnh, quý vị, nếu như mà cái thuế sales tax mà nó thấp đó, thưa quý vị, thì thay vì người ta mua cái xe hơi bên thành phố bên cạnh thì người ta qua bên thành phố Westminster để người ta mua cái xe hơi để người ta được tiết kiệm nhiều, phải không quý vị? Xây dựng thành phố chứ còn không có phải là cãi nhau suốt
trong 4 năm gần đây thưa quý vị, 4 năm và có thể là bây giờ sang năm thứ 5 và năm thứ 6 rồi, thành phố không phát triển gì hết, trong khi là chỉ có ngồi đó cãi nhau thôi. Xây dựng thành phố chứ còn không có phải là cãi nhau suốt trong 4 năm gần đây thưa quý vị. 4 năm và có thể là bây giờ sang năm thứ 5 và năm thứ 6 rồi, thành phố không phát triển gì hết, trong khi là chỉ có ngồi đó cãi nhau thôi. Xây dựng thành phố chứ còn không có phải là cãi nhau suốt trong 4 năm gần đây thưa quý vị. 4 năm và có thể là bây giờ sang năm thứ 5 và năm thứ 6 rồi, thành phố không phát triển gì hết, trong khi là chỉ có ngồi đó cãi nhau thôi. Thưa quý vị, thì như tôi nói là thành phố Westminster này qua thời gian điều hành này nọ thì nó có những cái các sinh hoạt này nọ, thuế khóa rồi tài chánh ngân sách này nọ, nó thiếu hụt về vấn đề để mà muốn thêm cảnh sát hay trả lương cho cảnh sát cao hơn, hoặc là trả thưa lương hay mướn thêm nhân viên chữa lửa này nọ, đó nó có một cái số mà khó khăn về vấn đề tài chánh. Do đó năm 2016 khi mà ông thị trưởng Tạ Trí lúc đó đang làm thị trưởng nữa, bây giờ ông đang làm thị trưởng nhưng lúc đó ông đã làm thị trưởng, thì cùng với 5 người nghị viên và phó thị trưởng đã bỏ phiếu để đưa ra cho dân chúng bầu để mà tăng cái thuế mà sale tax, thuế mà mua hàng thương mại đó, mua cái gì mình trả thêm thuế đó, thì Westminster đòi thêm một chấm nữa, tăng thêm một chấm thuế nữa, nghĩa là lâu nay có 6-7 chấm rồi thuế rồi, nhưng bây giờ tăng thêm một chấm nữa thuế nữa, vấn đề mua bán đồ đạc đó, để chi? Để dùng cái số tiền mà thâu được đó để mà mướn cảnh sát, trả cho cảnh sát hay trả cho chữa lửa. Xây dựng thành phố chứ còn không có phải là cãi nhau suốt trong 4 năm gần đây thưa quý vị. 4 năm và có thể là bây giờ sang năm thứ 5 và năm thứ 6 rồi, thành phố không phát triển gì hết, trong khi là chỉ có ngồi đó cãi nhau thôi. Thành phố Westminster sẽ không bao giờ bị phá sản. Thành phố Westminster sẽ không bao giờ bị phá sản. Thì mỗi năm như vậy, cái số tiền mà lấy thêm 1% thuế đó, nó có từ 15 triệu đến 18 triệu khoảng đó, nhưng nó rõ hơn là khoảng 17 triệu. Thì một năm như vậy, nhờ cái tăng thuế 1% đó mà Westminster có được cái số ngân sách thêm nữa đó là 17 triệu. Và 17 triệu nó sẽ dùng trả cho cảnh sát hay mướn chữa lửa, trả cho chữa lửa vân vân và những cái nhu cầu dịch vụ của City. Ngồi vấn đề ngân sách có rạng rồi, bao nhiêu triệu đó là khác, nhưng có 17 triệu này để tăng cường thêm số tiền mà City đang thiếu hụt qua cái tiền 1% thuế. Thì bây giờ cái luật đó nó gọi là sunset, nó chỉ năm 2016 đó, khi mà ông Tạ Trí và 4 người trong hội đồng thành phố đưa ra quần chúng chỉ ấn định là 6 năm thôi, chỉ tăng thuế trong 6 năm rồi tính sao. Tại vì hồi đó họ nghĩ trong 6 năm họ có thể là kinh tế khá hơn này nọ, khi đó lợi tức vào nhiều, đóng thuế nhiều này nọ, thì City không cần thiếu hụt ngân sách nữa, không sợ bị bankruptcy, không bị khánh tặng nữa.
Thì bây giờ cái luật đó nó gọi là sunset, nó chỉ năm 2016 đó, khi mà ông Tạ Trí và 4 người trong hội đồng thành phố đưa ra quần chúng chỉ ấn định là 6 năm thôi, chỉ tăng thế trong 6 năm rồi tính sao. Tại vì hồi đó họ nghĩ trong 6 năm họ có thể là kinh tế khá hơn này nọ, khi đó lợi tức vào nhiều, đóng thuế nhiều này nọ, thì City không cần thiếu hụt ngân sách nữa, không sợ bị bankruptcy, không bị khánh tặng nữa. Cái nền kinh tế tại Westminster không phát triển, và chính vì không phát triển mạnh thì thuế quá không vô nhiều, không vô nhiều thì thiếu ngân sách đó. Cái nền kinh tế tại Westminster không phát triển, và chính vì không phát triển mạnh thì thuế quá không vô nhiều, không vô nhiều thì thiếu ngân sách đó. Đó là điều đúng, đúng vậy thưa quý vị. Xin cắt lời anh Ngô Kỵ một chút xíu nha thưa anh. Thì hồi nãy anh Ngô Kỵ cũng có nói là cái vấn đề này đáng lẽ ra là phải do ông thị trưởng Tạ Đức Trí và ông nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, cũng giống như là những nhân viên thành phố, những bà director về financial thưa quý vị, họ trình bày. Nhưng mà tại vì chúng tôi là những người làm truyền thông, chúng tôi tiếp cận với lại chúng tôi có những cái phương tiện về truyền thông, chúng tôi có thể nói có cái cơ hội để lên mà nói ngay tức thì thưa quý vị. Thành ra chúng tôi và anh Ngô Kỵ cũng là những cái người mà am hiểu về về cái tình hình thành phố Westminster. Thành ra anh Ngô Kỵ tôi nghĩ là có gọi là có cái khả năng để trình bày cho quý vị nghe. Mà giống như hồi nãy giờ Nam Quang nghe anh Ngô Kỵ trình bày đó thì rất là hợp lý thưa quý vị. Thì bây giờ qua suy đi tính lại, họ nói là nếu mà không giữ cái tăng thuế 1% này thời gian nữa thì bankruptcy, nghĩa là khánh tặng, nghĩa là thành phố sẽ hết tiền. Hết tiền thì phải bankruptcy, và hầu đó tài sản của City coi như là phải bị tịch thao, phải bán đi để mà giải quyết cái sinh hoạt của thành phố này nọ, rất là rắc rối. Thành phố Westminster sẽ không bao giờ bị phá sản. Thì bây giờ qua suy đi tính lại, họ nói là nếu mà không giữ cái tăng thuế 1% này thời gian nữa thì bankruptcy, nghĩa là khánh tặng, nghĩa là thành phố sẽ hết tiền. Hết tiền thì phải bankruptcy, và hầu đó tài sản của City coi như là phải bị tịch thao, phải bán đi để mà giải quyết cái sinh hoạt của thành phố này nọ, rất là rắc rối. Và hầu đó tài sản của City coi như là phải bị tịch thao, phải bán đi để mà giải quyết cái sinh hoạt của thành phố này nọ, rất là rắc rối. Tại vì ai cũng biết là 1% mà thuế tăng lên như thế này để gây ra, tạo ra 17 tỷ đô la, 17 triệu đô la trong một năm á, là dành cái tiền đó để mướn cảnh sát trả cho cảnh sát của Washington. Vâng, xin cảm ơn Ngô Kỵ những cái điều mà anh Ngô Kỵ vừa mới trình bày đó thưa quý vị, rất là hoàn toàn, rất là chính xác thưa quý vị. Những cái thông tin về những cái buổi họp, về những cái chính sách của thành phố Westminster nó đều được công khai. Những cái thông tin đó nó đều được public cho người dân được biết thưa quý vị. Quý vị có thể vô trong cái trang YouTube của thành phố Westminster là City of Westminster đó, nó có một cái trang YouTube và những cái buổi họp đều được livestream cho chúng ta theo dõi nha thưa quý vị nha. Hồi trước đây thì thành phố không có những cái livestream đó, nhưng mà thành phố họ có những cái
những cái website đó quý vị cũng có những cái đường dẫn, đường link để mà cho chúng ta coi, nhưng mà bây giờ họ đã tiến bộ hơn một chút xíu thì họ đã livestream ở trên YouTube mỗi một cái kỳ họp của thành phố Westminster. Thì có, tại vì họ không có cái thu nhập vô, thành ra họ phải cắt đi những cái khoản tiền mà hồi xưa họ dự trữ, đúng không quý vị? Họ tiết kiệm được, họ phải lấy cái khoản tiền tiết kiệm đó ra để mà họ chi trả cho những cái hoạt động của thành phố. Cho dù là không có thu nhập đi nữa thì vẫn phải chia cho cảnh sát giữ gìn trật tự, vẫn phải chia cho nhân viên của thành phố, cũng phải chia cho vấn đề quét rác đồ này nọ. Thưa quý vị, tất cả những cái trường hợp đó đều phải chi hết, vẫn phải chia cho nhân viên cứu hỏa mỗi một năm mấy triệu đô la đó thưa quý vị. Thành ra mình phải thấy được là không có thu nhập nhưng mà vẫn phải chi ra, cho nên là cái budget nó làm sao thưa quý vị, nó bắt đầu nó mình ăn vô trong cái khoản tiền tiết kiệm. Cho nên khi mà họ bà director của finance quý vị, họ thấy được, bà thấy được là nếu như mà cái tình hình này cho tới năm nay, cuối năm nay, khi mà cái khoản thuế thu được trên cái 1% mà tăng vào năm 2016 thưa quý vị, nó bị sunset, là có nghĩa là không có còn cái khoản thuế từ 1% đó, thì là trong tương lai là thành phố sẽ không có một cái khoản tiền phụ trội dư ra để mà tiêu nữa. Cho nên họ phải họp khẩn lại, họ bàn bạc với nhau để họ nói là bây giờ nếu như mà chúng ta không tiếp tục gia hạn cho cái khoản thuế tăng 1% vào năm 2016 mà chúng ta đang có đó, thì là trong tương lai 2 năm nữa là thành phố sẽ không có còn tiền để mà chi trả cho những cái hoạt động của thành phố. Thì có, tại vì họ không có cái thu nhập vô, thành ra họ phải cắt đi những cái khoản tiền mà hồi xưa họ dự trữ, đúng không quý vị? Họ tiết kiệm được, họ phải lấy cái khoản tiền tiết kiệm đó ra để mà họ chi trả cho những cái hoạt động của thành phố. Cho dù là không có thu nhập đi nữa thì vẫn phải chia cho cảnh sát giữ gìn trật tự, vẫn phải chia cho nhân viên của thành phố, cũng phải chia cho vấn đề quét rác đồ này nọ. Thưa quý vị, tất cả những cái trường hợp đó đều phải chi hết, vẫn phải chia cho nhân viên cứu hỏa mỗi một năm mấy triệu đô la đó thưa quý vị. Thành ra mình phải thấy được là không có thu nhập nhưng mà vẫn phải chi ra, cho nên là cái budget nó làm sao thưa quý vị, nó bắt đầu nó mình ăn vô trong cái khoản tiền tiết kiệm. Cho nên khi mà họ bà director của finance quý vị, họ thấy được, bà thấy được là nếu như mà cái tình hình này cho tới năm nay, cuối năm nay, khi mà cái khoản thuế thu được trên cái 1% mà tăng vào năm 2016 thưa quý vị, nó bị sunset, là có nghĩa là không có còn cái khoản thuế từ 1% đó, thì là trong tương lai là thành phố sẽ không có một cái khoản tiền phụ trội dư ra để mà tiêu nữa. Cho nên họ phải họp khẩn lại, họ bàn bạc với nhau để họ nói là bây giờ nếu như mà chúng ta không tiếp tục gia hạn cho cái khoản thuế tăng 1% vào năm 2016 mà chúng ta đang có đó, thì là trong tương lai 2 năm nữa là thành phố sẽ không có còn tiền để mà chi trả cho những cái hoạt động của thành phố. Họ project ra tới cái 2 năm sau đó thưa quý vị. Thành ra họ nói là vẫn có những cái khoản tiền để chi, nhưng mà sau 2 năm đó, bây giờ thành phố đang có 29 triệu đô la để mà chi trả trong vòng 2 năm tới. Nhưng mà nếu như mà trong vòng 2 năm tới mà chi hết cái khoản tiền 29 triệu đô la đó thì sẽ không có còn khoản tiền nào để chi hết, nếu như mà mình không có extend, không có gia hạn cái mức thuế 1% tăng vào năm 2017. Thành phố Westminster sẽ không bao giờ bị phá sản. Tại sao trong vòng những cái năm qua chúng ta không có tiết kiệm tiền, mà có tiền thì
lại đi tiêu xài phung phí. À, tại sao trong vòng những cái năm qua chúng ta không có tiết kiệm tiền mà có tiền thì lại đi tiêu xài phung phí? Cái nhu cầu mà chi tiêu cho cảnh sát, thưa quý vị, không thể nào mà không có được. Người dân họ nói, họ trình bày rất là đúng, họ nói là tình hình homeless. Bây giờ quý vị đi ra ngoài đường Bosa coi, người homeless rất là nhiều, thưa quý vị, mà không phải là chỉ có ở ngay chỗ đường Bosa này không. Nó dọc dọc đường Golden West, rồi nó chạy lên tới cái chỗ đường Garden Road với là cái góc mà Freeway 22, thưa quý vị, họ đầy hết. Và có những cái chỗ là người homeless họ trèo tường vô, rồi họ dùng những cái khóa để mà họ cắt những cái lưới B40, thưa quý vị, lưới mắc cáo đó, để mà họ chui vô họ ăn trộm ở những cái khu như nhà cư dân. Và người cư dân họ lên phát biểu trước hội đồng thành phố, họ rất là bức xúc, thưa quý vị, rất là bức xúc. Hiện giờ cảnh sát họ thiếu người nữa. Ông cảnh sát trưởng, ông Lenny, là ông đi ra, ông nói là giờ là ông thiếu người. Thay vì hồi xưa gọi cho điện thoại cho cảnh sát, nếu mà quý vị ở thành phố Westminster, quý vị thấy điều này rất là rõ ràng. Hồi xưa mình gọi điện thoại cho cảnh sát 5 phút, 10 phút là cảnh sát tới và họ làm cái report cho mình. Bây giờ quý vị thử gọi coi, nếu như mà quý vị bị những cái tai nạn xe cộ nhỏ nhỏ đó, hay là những cái vụ mà nó không có dính dáng đến là giết người hay là bị thương tật hay gì đó, thì hầu như là cảnh sát họ không có tới, họ làm ngơ luôn. Họ nói họ dành cái nhân lực, vật lực của họ cho những cái vụ án hay là những cái tai nạn mà nó nặng nề hơn, thưa quý vị. Còn những cái vụ lặt vặt họ không có tới nữa, là tại vì họ không có đủ người, phải không Ngô Kỳ? Vâng. Hiện giờ cảnh sát họ thiếu người nữa. Ông cảnh sát trưởng, ông Lenny, là ông đi ra, ông nói là giờ là ông thiếu người. Thay vì hồi xưa gọi cho điện thoại cho cảnh sát, nếu mà quý vị ở thành phố Westminster, quý vị thấy điều này rất là rõ ràng. Hồi xưa mình gọi điện thoại cho cảnh sát 5 phút, 10 phút là cảnh sát tới và họ làm cái report cho mình. Bây giờ quý vị thử gọi coi, nếu như mà quý vị bị những cái tai nạn xe cộ nhỏ nhỏ đó, hay là những cái vụ mà nó không có dính dáng đến là giết người hay là bị thương tật hay gì đó, thì hầu như là cảnh sát họ không có tới, họ làm ngơ luôn. Họ nói họ dành cái nhân lực, vật lực của họ cho những cái vụ án hay là những cái tai nạn mà nó nặng nề hơn, thưa quý vị. Còn những cái vụ lặt vặt họ không có tới nữa, là tại vì họ không có đủ người, phải không Ngô Kỳ? Vâng. Họ không có đủ người, thành ra và nhiều khi những cái vụ tông xe ở trên đường Bosa hay là dọc dọc thành phố Westminster này, thưa quý vị, quý vị gọi đi 15 phút, 20 phút, 30 phút họ mới tới. Tại sao? Cái dàn cảnh sát của họ nó mỏng quá. Cảnh sát Westminster bây giờ khoảng chừng 70 mấy tới 100 người cho một cái số lượng dân là 90.000 dân, thì quý vị thấy là nó mỏng đến cỡ nào. Nó rất là mỏng, thưa quý vị, mà nhất là trong thời gian gần đây là chở tai nạn trên đường trong đồng bằng trong thành phố Westminster rất là nhiều, và tình hình gia tăng về cái vấn đề tội phạm với lại homeless rất là nhiều, cho nên là họ không có cái khả năng để mà họ giải quyết nhiều cái vấn đề cùng một lúc với lại một cái đội ngũ cảnh sát rất là mỏng như vậy.
Cho nên là khi mà họ đi ra trước hội đồng thành phố để mà họ trình bày cái lý do của họ là tại sao cần phải có thêm ngân sách, giữ cái mức thuế đó để mà có ngân sách để mà họ mướn thêm cảnh sát vô để giữ trật tự cho an ninh cho thành phố là một cái điều rất là hợp lý. Và Nam Quang, nếu như mà Nam Quang ở đắc cử vô trong hội đồng thành phố kỳ này, nghị viên của Địa Hạt 4, thưa quý vị, thì Nam Quang cũng sẽ làm hết mọi thứ để mà trong cái power của Nam Quang sẽ làm hết mọi thứ để mà giữ an ninh trật tự cho thành phố của chúng ta, thưa quý vị. Tại sao an ninh trật tự của thành phố là cái quan trọng nhất, thưa quý vị? Chúng ta có thể làm ra nhiều tiền mà rồi homeless hay là ăn trộm này nọ, nó vô nó ăn cắp mà hết tất cả tiền bạc đó thì của chúng ta thì sao, quý vị? Nó cũng như không, đúng không quý vị? Hoặc là chúng ta có tiền có bạc nhưng mà cuối cùng chúng ta đi ra ngoài đường xong bị đụng xe đồ này nọ, không có người giải quyết thì sao, quý vị? Thì đó, những cái chuyện đó chúng ta, nó nằm ở trong tay của chúng ta, nó nằm trong tay hội đồng thành phố. Hội đồng thành phố phải kiếm ra những cái phương thức để mà address cái chuyện đó, để mà giải quyết những cái tình trạng nó nằm ở trong lòng bàn tay của hội đồng thành phố, thưa quý vị. Cái đó có phải là một cái hành động hèn không, quý vị? Người dân họ bầu ông lên làm nghị viên để mà quyết định những cái quyết định đúng đắn cho thành phố, quyết định đúng để phù hợp với lại cái để mà tạo công ăn việc làm hay là giữ an ninh cho thành phố. Thì cái ít ra thì ông ta nói ok, tôi không ủng hộ cái đó là tại vì những cái lý do này và tôi vote no. Hoặc là ông nói ok, cái này đúng quá, có lý quá, tôi vote yes. Đằng này ông ta không có muốn chịu trách nhiệm cho cái lá phiếu của mình, thành ra ông ta vote no. Ông ta vote là vote phiếu trắng, có nghĩa là abstain. Để sau này, thí dụ có mấy người nào họ nói chứ, tại sao anh lại, thí dụ ông vote no thì nói tại sao anh lại vote no? Tại vì anh là người thành phố đang cần tiền mà tại sao anh vote no? Thì ông nói, tôi đâu có vote no đâu, tôi bỏ phiếu trắng mà. Còn những người Cộng Hòa thì bên kia họ nói chứ, ủa tại sao anh lại vote yes? Thí dụ trong trường hợp ông vote yes thì ông nói, ủa tôi đâu có vote yes đâu, tôi là vote là phiếu trắng mà. Thành ra ông ở trong một cái gọi là cái thế để ông vote như thế, để ông sau này ông có thể ông giải thích qua lại được, thưa quý vị. Ông muốn switch qua bên này cũng được, ông nhảy qua bên kia cũng được, giống như là kiểu mà đi hai hàng. Thì em nói như vậy có đúng không, thưa anh? Vâng, đúng. Thì cái đó có phải là một cái hành động hèn không, quý vị? Người dân họ bầu ông lên làm nghị viên để mà quyết định những cái quyết định đúng đắn cho thành phố, quyết định đúng để phù hợp với lại cái để mà tạo công ăn việc làm hay là giữ an ninh cho thành phố. Thì cái ít ra thì ông ta nói ok, tôi không ủng hộ cái đó là tại vì những cái lý do này và tôi vote no. Hoặc là ông nói ok, cái này đúng quá, có lý quá, tôi vote yes. Đằng này ông ta không có muốn chịu trách nhiệm cho cái lá phiếu của mình, thành ra ông ta vote no. Ông ta vote là vote phiếu trắng, có nghĩa là abstain. Để sau này, thí dụ có mấy người nào họ nói chứ, tại sao anh lại, thí dụ ông vote no thì nói tại sao anh lại vote no? Tại vì anh là người thành phố đang cần tiền mà tại sao anh vote no? Thì ông nói, tôi đâu có vote no đâu, tôi bỏ phiếu trắng mà. Còn những người Cộng Hòa thì bên kia họ nói chứ, ủa tại sao anh lại vote yes? Thí dụ trong trường hợp ông vote yes thì ông nói, ủa tôi đâu có vote yes đâu, tôi là vote là phiếu trắng mà. Thành ra ông ở trong một cái gọi là cái thế để ông vote như thế để ông sau này ông có thể ông giải thích qua lại được, thưa quý vị. Ông muốn switch qua bên này cũng được, ông nhảy qua bên kia cũng được, giống như là kiểu mà đi hai hàng. Thì em nói như vậy có đúng không, thưa anh? Vâng, đúng. Thì thành phố Westminster sẽ không bao giờ bị phá sản.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là những ngày gần đây thì qua nhiều cơ quan truyền thông hay là báo chí, hoặc là qua những người mà chúng tôi không biết là họ cố ý hay là vô tình, và đã làm hoang mang trong cộng đồng của chúng ta, nhất là về thành phố Westminster. Là những cái điều mà chúng tôi muốn quý vị biết rõ, rành rành, chứ không phải là chúng ta chỉ có nghe qua cơ quan báo chí truyền thông mà rồi chúng ta tin tưởng vào đó. Trong những năm vừa qua, chúng ta thấy rằng cơ quan truyền thông Mỹ đã có nhiều cái fake news mà chúng ta thấy rõ ràng, chứ không phải là không, nhưng mà gần như là chúng ta thấy trong cộng đồng của chúng ta đã có những cái cơ quan truyền thông báo chí đã đưa những cái tin lệch lạc để làm hoang mang đến cái người dân của chúng ta. Không những là hoang mang đến người dân, hoang mang tới cái những người trong cộng đồng của chúng ta, sinh hoạt cộng đồng của chúng ta, lại còn hoang mang cho chính cả những người trong gia đình của chúng ta. Cái điều đó chúng tôi thấy rằng là một cái điều đã thực hiện, hay là một điều làm, hay là một cái dư luận lên tiếng vô trách nhiệm. Chúng tôi khẳng định là cái lời vô khách trách nhiệm đó, chúng tôi chịu trách nhiệm cho cái vấn đề mà chúng tôi đang nói, bởi vì chúng tôi không thể chấp nhận đưa một cái tin mà làm cho người ta bị hoang mang mà tin đó không phải là sự thật. Chắc có lẽ thị trưởng tài chính, tôi phải đặt câu hỏi trực tiếp với thị trưởng. Trên một cái tờ báo mà có lẽ rằng là một tờ báo cũng rất là lớn trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta, xin phép cho chúng tôi không cần phải nói tên ra, mà chắc có lẽ quý vị đọc qua tờ báo quý vị cũng sẽ biết, đưa ra một tựa đề là thành phố Westminster sắp bị phá sản. Điều này chúng tôi cho rằng là một cái địa tin mà gọi là rất là hoang mang, mà rất là vô trách nhiệm để mà tung lên một cái tin tức như vậy, nhất là cái tiêu đề như vậy. Khi mà người độc giả họ đọc vào cái tựa đề như vậy thì họ sẽ nhận thấy thế nào? Thưa với quý vị, họ sẽ nhận ra là thành phố Westminster đang sắp sửa bị phá sản, như vậy có phải đúng không, thưa quý vị? Cái điều đó chúng ta không thể nào chấp nhận được. Một cơ quan truyền thông, một cơ quan báo chí phải đưa tin một cách trung thực, nhất là phải tôn trọng những người độc giả của mình. Chúng tôi cho rằng những cái đó là không có tôn trọng đến cái người độc giả mà họ đã nói như vậy. Thì bây giờ thị trưởng là một thị trưởng của thành phố Westminster. Khi mà cái tựa đề hay là một cái tờ báo đưa ra nói rằng là thành phố Westminster sắp bị phá sản, thì đối với thị trưởng có những lời gì để thưa với tất cả quý thính giả đây? Dạ, chúng tôi rất là cảm ơn luật sư Trần Thế Văn cũng như nghị viên Trần Chí Nguyễn đã nêu lên vấn đề này. Thưa tất cả quý vị, đây không phải là lần đầu tiên là tờ báo này
đã đưa ra những cái tin phải nói là rất là giật gân và không đúng sự thật. Và chúng tôi đã dùng những cái từ mà để mà trong cái khuôn khổ của một người dân cử là đây là một cái sự thiếu trách nhiệm của một cái người làm báo. Cái điều thứ nhất là khi mà chúng ta để một cái tựa là thành phố trung tâm lý đô Sài Gòn sắp bị phá sản, thưa quý vị, có phải là cái chủ ý là muốn làm cho cộng đồng tập thể người Việt tị nạn của chúng ta có sự hoang mang hay không? Là khi mà một cái người làm báo, một cái người làm truyền thông đó phải hiểu được những cái khó khăn đó để khi đưa những cái tin đó phải tin đúng sự thật. Thành phố sắp bị phá sản, họ căn cứ vào những con số nào mà sắp bị phá sản? Sắp bị phá sản là có nghĩa là tháng sau phá sản, tháng tới phá sản, ngày mai phá sản hay tuần sau phá sản. Một cái sự vô trách nhiệm thưa quý vị. Thành phố Westminster sẽ không bao giờ bị phá sản. Chúng tôi khẳng định sẽ không bao giờ bị phá sản. Chúng tôi muốn quý vị biết rõ, rành rành, chứ không phải là chúng ta chỉ có nghe qua cơ quan báo chí truyền thông mà rồi chúng ta tin tưởng vào đó.